lên đồng tiền nữa là gắn xích lớn luôn. Chạy cái đó chạy xích lớn được, chạy xích 325 cũng được. Cái này à? Đúng rồi. Muốn chạy xích 325 cũng được. 325 ở trên đó thì nó không có ấy đâu. Ở đây thì có xích xịn, xích của hãng. Nhưng mà khu vực trên đó chạy được không? Không. Nam đây thì chạy được. Vô đỡ nguyên thế này. Chạy làm đây. Bị xích lớn. Không được. Không được. Cái chạy nhông đây này. Cái nhông khế cái nó chạy xích lớn với bươi mấy bữa nó nhai xích nhai hết. À. Nhai xích nhai nhông. Giờ muốn chạy nhông làm đây là bắt buộc phải thay đồng tiền. Bỏ chuông này luôn. Đúng rồi. Không thì lấy riêng một bộ. Mình bỏ chuông rin nổ này. Quý vậy. Chung rin quăng ra đầy. Lấy bao nhiêu cũng có. Rẻ òm, bán rẻ òm. Nâng cấp lên thì mình chạy được nhiều loại xích hơn. Làm thì nhắn quá. Chưa đầy 40 mà. 14 inch đấy. Là 14 inch. Cắt còn lại là 35. Không phải là cường 16 nữa. Đây, giới thiệu anh em à. Tinmo S250. Giờ lên đồng tiền. Lên đồng tiền. Lên đồng tiền lên xích lớn. Gì? Chó chó giật. Chó giật. Bao sai. Cái này thì thứ mãi đường gì? Cái cho nước kia rồi vào không? Có chứ. Cho nước vào đâu? Cho nước ở trong bình xăng, à cho trong bình nhớt đấy nhá. Không. Nhớt lam. Nước á. Không không. Đừng cho nước. Hồi xưa mua xe máy tàu cứ về lấy nước đắp đắp lên thì đâu bỏ. Thực ra roda như vậy nó không có tốt, tại vì bên trong nó giãn ra mà bên ngoài nó lạnh nó co lại. Cứ để trong nhiệt quả bít tông thì nóng cực nóng, nhưng mà cái nòng á thì lại quả bít tông thì nóng là nó nóng, quả bít tông thì nở ra, cái nòng thì co lại. Chạy sau này nó bị lỏng cái tông hết. Cái roda mà roda ấy đó không thua. Người ta thiết kế lòng nước thì nó khác, còn cái đồ Trung Quốc mà đi roda đổ nước luôn không thua. Nó làm đi. Như ẹt hoặc là mấy chiếc xe bây giờ đời mới bây giờ nó xài lòng tiếng hết thì nó mua xe tàu, bây giờ mua xe Honda mới Aroda nữa. Hỏi hãng nó về chạy luôn, từ chạy lớn là nhanh là dốc là được, tự tải nặng mua về chạy luôn cái Aroda nữa. Đây đồ lô à, xoài có bền ta. Cái đây mình mang về mai mốt mình thay vô đồ không? Tính tiền nữa, vớt rồi tính tiền. Thì công lên tới đây em miễn thi xếp thì giảm nhanh chứ. Công đâu Nguyễn. Cái này bảo hành bao nhiêu ta? 6 tháng. Thì xăng không phải nhớt các bạn ba nào. Bảo kệ.
mất tay lớn nữa. Tôi biết sao rồi tặng cho cá anh được. Tháo ra. Nó trong nhà máy nó bằng máy với bạn mình về tháo tay nó chạy lớn. Chế rồi nó dễ hơn. Đồ hãng hay đồ tàu? Đồ hãng của con này cái gì? Đồ hãng những con đồ tàu. Mình làm hai chó thì cũng rất là gì? Nó khác nhà sản xuất đi. Tôi có tình hỏi cho biết đây. Lấy xăng không? Lấy xăng lấy đi nước ra. Lực nhẹ nhất để vặn tay lại. Cái máy đó mà bắn để lực mạnh thì bắn một cái nó tuôn nó tròn luôn. Ấu ấu cái này nó làm kim loại. Đây là một con lẩu này. Nút lên nó cái nào. Oh.
cái này nó không có chuẩn nhất. Làm ngay tàu. Làm không à? Chị. Đang để lấy xuất qua Việt Nam giống như thằng iPhone thì phải có phiên bản tiếng Việt cho mình đọc chứ. Đúng không? Chị xin xuất đi nước nào phải có tiếng đó chứ. Bố tổ nào đọc được đi tay mình biết. Sinh ra là để cho nhau. Cái này giống như mặt đùi đùi. Bao la người tiết kiệm. Cần nhớ cứ đều bên thế chạy không vừa chỉnh gì là không. Thank you.